trong các bạn, hôm nay có rất là nhiều hàng hóa mà anh Phi và chị Lư đã nhập vào cửa hàng Avon. Thì các bạn có thể tự hỏi ngày hôm nay là ngày nào, tại vì khi các bạn nghe cái đoạn clip này, xem cái đoạn clip này có thể là vài ngày sau đó hoặc là vài tháng sau đó rồi, cho nên anh Phi xin khẳng định lại các bạn, ngày hôm nay anh Phi đang nói tới đó chính là ngày 4 tháng 3 năm 2020. Tại vì cái quá trình nhập hàng nó sẽ chia ra thành nhiều clip, và khi có hình ảnh anh Phi cũng sẽ đăng những clip cơ bản, và các bạn cũng sẽ định hình được đây chính là ngày 4 tháng 3 năm 2020. Và hàng hóa Avo thì anh Phi sẽ cố gắng đa dạng để phục vụ các bạn với nhiều giá nè, rồi nhiều mẫu mã nè, rồi nhiều chủng loại nè, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và anh Phi rất là vui mừng để nhắc lại với các bạn rằng là cửa hàng Avo cũng đã giữ vững cái dịch vụ của quà miễn phí cho khách hàng bao nhiêu năm qua rồi. Nói chung quanh năm thì thực sự là cũng mới 6 năm rồi các bạn. Avo được thành lập tại 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng được 6 năm rồi. Nếu các bạn ở gần hoặc các bạn chưa biết tới Avo thì đó là điều lỗi của anh Phi trong vấn đề marketing. Nhưng ngày hôm nay khi các bạn xem cái clip này thì các bạn biết là hết rồi. Chơi Avo 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thì số điện thoại hoặc là Zalo tư vấn mua hàng là 0907902 hoặc là 0907509342. Với phương tiện hiện nay các bạn có thể chụp lại màn hình mà các bạn đang xem nếu các bạn đang ở trên điện thoại, còn nếu đang trên vi tính thì các bạn dùng nút screen các bạn có thể chụp lại được màn hình, và các bạn có thể gửi Zalo hoặc là điện thoại cho anh Phi đang ghi báo giá của hàng hóa cũng như là giá vận chuyển nếu các bạn muốn gửi về tận nơi và thu tiền tận nơi. Để làm được điều đó thì các bạn nên báo cái địa chỉ cụ thể cho anh Phi nhé. Đó. Và anh Phi nhắc lại là 0907902742 và 0907509342, hai số Zalo điện thoại tư vấn mua hàng đang nằm ở trên màn hình các bạn có thể thấy, và đây là những mặt hàng mới nhất được nhập vào trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3. Và các bạn có thể mua hàng bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc Zalo. Ai chưa có Zalo thì vui lòng cài trên máy đi, rất là dễ dàng để liên lạc các bạn ha, chỉ cần load cái app Zalo và cài và đăng ký lên số điện thoại là được. Và tới đây anh Phi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong đợt nhập hàng kế tiếp. Anh Phi Mập rất vui được phục vụ các bạn. Hẹn gặp các bạn tại Avo nhé. Để mua hàng tại Avo nhớ gọi điện và Zalo cho anh Phi Mập nha bà con.